bảng Mỹ, thị trường Mỹ nha, 110-120, 3 cầu loa ABC, A-B-A-C. Với công suất như thế này thì các bác đâu có ngần ngại gì về giúp loa, lo gì nữa đó. Quá khỏe liền, 1198 nha. Series là... Em chào tất cả các bác nha, thì nay em về được một hàng hiếm của Sansui. Thì nó giá không cao nhưng mà nó thuộc trong một sản phẩm mà khá là hiếm. Đó là con Receiver 9090 nha bác, 9090. Đặc biệt 9090 nó rất là khỏe, nó chơi được tất cả dòng loa Âu, Mỹ, Nhật nha các bác. Tiếng nảy và lực tiếng ba giải cực kỳ phê. Được về độ hay, có độ chắc của em nó thì rất là nhiều video review rồi, em không cần giới thiệu nha. Và cơ bản là em này là con thị trường Mỹ nha bác. Bản thị trường Mỹ 750W nha, 750W. Rất đẹp nha, lên đèn tuyệt vời, đẹp trưng, và cũng như là ưu điểm của những dòng Receiver Sansui. Model 4 số cao cấp, chỉnh được bát, mic chép, mé đẹp keng nha các bác, mé đẹp keng long lanh nha. Tại vì cường độ sáng mạnh đó các bác, khi vào cái ống kính thì các bác sẽ thấy nó chớp chớp. Những cái sản phẩm cường độ sáng lớn. Đây là cổng chuyển đổi tín hiệu này các bác. Âm thanh Dolby NR này, đấy. Low net này. Bát mic chép hay là tăng cường bát mic chép này các bác. Ba cầu loa ABC A+B A+C. Em này thì em đang giao các bác là 32.500. 32.500 đã bao gồm phí ship nha. Máy thì đẹp keng luôn, các bác thấy vỏ gỗ này. Hàng mạng về con 90 rất là hiếm, lâu lâu mới có, mà đây là thuộc bản 750W nữa thì nó càng là chất lượng nữa nha. Nó có bản thường là bản 270, còn đây bản 750W cho thị trường Mỹ nha các bác. Điện 110-120V nha. Điện 110-120V nha các bác. Các bác thấy nấm nút không? Đẹp keng hết, không điểm trừ luôn nha. Phía sau em nó chạy 8 sò sắt các bác. Các bạn này. Bản Mỹ, thị trường Mỹ nha, 110-120, 3 cầu loa ABC, A+B A+C. Với công suất như thế này thì các bác đâu có ngần ngại gì về giúp loa, lo gì nữa đó. Quá khỏe liền, 1198 nha. Series là 1198. Đây là phần bảo vệ sò công suất. Phải là cần anten, cần anten. Đẹp nét căng luôn nha. 32.500 nha các bác. 32.500. Rồi em sẽ mở ốp gỗ để các bác cùng xem độ đẹp của sexy. Đặc trưng của dòng 9090 là sexy trắng bạc kim nha các bác, rất đẹp luôn nha. Vâng, đây là nội thất bên trong, các bác sexy mới keng nha. Nói về 9090 sexy trắng thì những con như thế này là gọi là quá đẹp nha các bác. Tiếng nó rất là hay. Các bác chơi như loa bass 30, 40. Chơi 2 cặp 30 vô tư luôn. Hoặc là chơi 1 cặp 40. Đối với những cặp loa 40 nghi nhạc thì con này quánh quá dư dũ luôn các bác. Tiếng nó rất là lực. Hồi nãy tiếng nghi rất là sướng. Ba giải mềm mượt. Hầu như là những dòng Receiver 4 số của Sansui nó thể hiện âm thanh cực kỳ là tuyệt hảo luôn. Và model 9090. Tất cả riêng tuyệt đối nha, hoạt động hoàn hảo quá nha. Đây là bo mạch âm sắc và công suất này. Đẹp keng sao bé. Bác nào chốt em 9090 này thì alo cho em nha. Chỉ có một em duy nhất thôi. 32.500.000 đã bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 300.000 nha. Chuyển khoản đủ bớt 300.000. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên là em ship hàng tận nơi. Các bác đã sở hữu một con 9090 đặt bot, 2 cặp bot 601 hoặc là 2-3 cặp bot 301 v.v.